Hello con. Rồi, hôm nay biểu diễn cho thầy bài búp bê nhá. Học một tay trước đi. Con hát đồ đi, đồ đi. Đồ. Đồ rê nè. Rê. Cao tay lên con. Đồ. Đồ. Đếm hai. Hai. Rồi cho thầy mi ngón ba này. Mi. Mi nữa. Mi. Rê ngón hai. Rê. Đếm hai. Hai. Rồi mi ngón ba này con. Mi. Mi nữa. Mi. Rê ngón hai. Rê. Đếm hai. Hai. Rê. Mi. Mi. Đồ ngón 1. Đồ. Điểm 2. Hai. Quay lại lần nữa. Đồ cho thấy nó đồ. 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 Cao tay lên con. Quay lại cao lên. Rồi. Rê. Rê. Đồ. Đồ. Điểm 2. Hai. Rồi cho thấy mi ngón 3 này. Mi ngón 3 đây. Mi. Đánh mạnh lên con. Mi. Mi. Rê ngón 2. Rê. Điểm 2. Hai. Giỏi lắm. Mi nữa. Mi. Mi nữa. Mi. Rê ngón 2. Điểm 2. 2. Rê ngón 2. Ba. Mi ngón 3. Mi. Đồ ngón 1. Điểm 2 cho thầy. 2. Giỏi quá, con chào các bạn đi nào. Chào các bạn. Ok, cảm ơn con. Đúng rồi, con tập lại từ đầu nào. Đồ đâu? Đô. Ha. Rê. Ha. Đô. Ha. Điểm 2. 2. Mi. Ha. Mi. Ha. Rê. Ha. Điểm 2. Mi. Ha. Mi. Ha. Rê. Ha. Điểm 2. Hai. Rê. Ha. Mi. Ha. Đô. Ha. Được, điểm 2 hết bài. Điểm 2 đi con. Hai. Được, con chào các bạn này. Chào các bạn. Ừ, giỏi quá nhỉ.